Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị. Con xin trình bày tiếp phần nói về bát phúc của Đức Thánh Cha Francisco ở trong thông điệp của người có tên là Gaudete et Exsultate. Ở trong phần đầu, Đức Thánh Cha đã nói với chúng ta rằng nếu có ai trong chúng ta tự đặt cho mình một câu hỏi là làm thế nào tôi có thể trở nên một người Kitô hữu tốt lành, thì Ngài nói là câu trả lời rất là đơn giản. Mỗi người trong chúng ta theo cách của mình thì phải thực hiện cái điều mà Chúa Giêsu đã nói, đã tuyên bố ở trong bài giảng trên núi của người. Và trong mỗi phút đầu tiên, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khổ vì nước trời là của họ. Thì Đức Chúa Cha đã đúc kết mỗi phút đầu tiên này như sau: Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Có tinh thần khó nghèo, đó là đã nên thánh, đó là sự thánh thiện. Và trong mỗi phút thứ hai, Oroledu ca in possedum la terre. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Thì Đức Thánh Cha đã đúc kết mỗi phút thứ hai này như sau: Réagir avec une noble douceur, c'est cela la sainteté. Réagir là phản ứng, tức là có cái cách hành xử với một cái sự hiền lành khiêm nhường, thì đó cũng đó là đã nên thánh, đó là sự thánh thiện. Và trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau coi mỗi phút thứ ba theo Đức Thánh Cha Francisco: Heureux les affligés, car ils seront consolés. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Affligé ở đây là một danh từ, và danh từ này xuất phát từ động từ affliger, ngoài động từ trực tiếp. Affliger VT có nghĩa là gây ra một nỗi đau buồn tinh thần sâu đậm. Causer une douleur morale profonde en grand chagrin, gây cho người khác một cái sự đau đớn ở trong tinh thần rất là sâu đậm, hoặc là gây ra cho người khác một nỗi buồn khủng khiếp. Đó là động từ affliger gây ra. Và cái người bị gây ra, người ta gọi là an affligé, người bị người khác làm cho buồn khổ, người buồn khổ. Phúc thay ai sầu khổ, bởi vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Động từ console con đã có dịp chia sẻ trong bài trước. Console quelqu'un, tức là an ủi ai. Le monde nous propose le contraire, le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion. Et il nous dit que c'est cela qui fait la bonne vie. Ở trên mỗi phúc thứ ba nói là phúc cho ai sầu khổ thì họ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Nhưng mà thế gian thì lại đề nghị cho chúng ta một cái điều khác ngược hoàn toàn. Thế gian đề nghị cho chúng ta là muốn hết sầu khổ thì phải vui chơi giải trí, phải vui sướng, phải tiêu khiển và phải vui chơi. Và thế gian nói cho chúng ta rằng đó mới là cái điều tạo ra chúng ta một cuộc sống tốt lành. Ở đây con xin phân biệt cái chữ divertissement và chữ diversion như sau. Chúng ta có động từ divertir. Divertir là làm cho quên nỗi buồn. Đây là ngoài động từ trực tiếp, nhưng mà ở dạng phản thân, sơ divertir là giải trí. Như vậy từ động từ này chúng ta sẽ có hai danh từ. Từ động từ divertir với nghĩa là ngoại động từ, chúng ta có chữ diversion làm cho người khác khuây khỏa, làm cho người khác giải trí, bớt buồn. Còn với dạng động từ phản thân sơ divertir thì chúng ta có danh từ le divertissement là sự vui chơi giải trí. Ở trên chúng ta thấy nó có một cái tác động vì làm cho người khác khuây khỏa. Còn ở đây mình đi tìm cái sự khuây khỏa, mình đi tìm vào cái chỗ vui chơi giải trí. Như vậy trong bài, trong cái đoạn này chúng ta thấy có cả hai cái danh từ này. Thế gian lại đề nghị cho chúng ta một cái điều khác, tức là không cần Thiên Chúa ủi an, mà chúng ta chỉ việc đi tìm chỗ vui chơi giải trí. La jouissance là đi tìm chỗ để hưởng thụ đó. Le loisir là thú tiêu khiển. Rồi chúng ta, la diversion, chúng ta hãy đi làm cho người khác khuây khỏa, làm cho cái người buồn, hết buồn được khuây khỏa, không cần tới Thiên Chúa ủi an. Và thế gian nói với chúng ta rằng đó mới là cái điều tạo cho chúng ta một cuộc sống tốt. Le monde ne veut pas pleurer. Thế gian không muốn phải than khóc. Il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher.
Ở đây con thấy hai cái động từ này có nghĩa giống nhau này. Dissimulare là giấu, giấu vào một chỗ nào. Cache cũng là đem cất giấu đi đó. Và thế gian không muốn đau khổ, thế gian muốn quên đi những cái tình huống đau thương, và thế gian muốn giấu những cái đau thương đó, thế gian muốn giấu, cất giấu những cái tình huống đau thương đó để quên đi, để cho khỏi phải khóc. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Cái con người mà cứ nhận thấy cái sự việc giống như vậy thì thực sự là con người đã để cho mình bị cái nỗi đau đớn nó đâm thâu qua lòng mình, và trong cõi lòng mình cứ khóc thầm, lờ đang su cơ, lúc nào cũng phải khóc thầm. Như vậy con xin tóm ý của cái câu 76 ở trong thông điệp Gaudete et Exultate như sau: người nào mà cứ nhìn sự vật nó như vậy, nó hoàn toàn chúng ta thấy một cái chuyện buồn khổ, một cái chuyện đau buồn, chúng ta cứ nhìn sự vật như vậy, thì người đó đang để cho cái sự đau khổ, cái sự buồn lòng đó nó đâm thấu tâm hồn mình, và người đó cứ phải khóc thầm ở trong trong lòng mình. Ở đây con xin chia sẻ một chút về động từ transpercer. Ở đây con xin chia sẻ cái động từ percer và cái động từ transpercer mà chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng dùng ở trong thông điệp. Percer là khoan cho nó thủng. Ở đây con nói ví dụ như là chúng ta lấy một cái khoan, đây là hình ảnh một cái percer, là cái máy khoan, chúng ta khoan thủng cái tường để chúng ta đóng một cái ốc, một bắt một cái gì vào trong tường, đó là khoan thủng. Và ở trong của trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu chương 24 câu 43 cũng có động từ percer này: nếu chủ nhà biết vào kênh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông ta đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Khoét vách tức là khoan cho nó thủng. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé. Con xin lỗi, đây là veillé. Il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ở đây chúng ta thấy là một cái hypothèse trong quá khứ này, dùng plus que parfait ở mệnh đề DVC, và mệnh đề chính người ta dùng conditionnel passé première forme. Đây là nói về một cái hypothèse ở trong quá khứ. Nếu chủ nhà đã biết được vào giờ nào ở trong đêm mà kẻ trộm đến, thì ắt hẳn ông ta, conditionnel passé première forme, ông ta đã thức, không có ngủ, và ông ta không cho phép người ta khoét cái tường của nhà mình. Như vậy percer là khoan cho nó thủng. Còn ở trong bài này chúng ta thấy có động từ transpercer là đâm xuyên qua. Xuyên qua thì nó có nghĩa là hình bóng hơn. Percer là khoan cho nó thủng, trong khi transpercer người ta dùng với nghĩa là hình bóng. Và ở trong Luca chương 2 câu 34 tới câu 35 mà chúng ta đã nghe ngày hôm qua trong ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh, thì ông già Simeon đã tiên tri như thế này: cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en butte à la contradiction, et toi-même, un glaive transpercera l'âme. Ở trong bài, trong cái cuốn phúc âm của con thì dùng chữ transpercer. Hôm qua trong bài con chia sẻ thì bản văn khác thì lại dùng động từ traverser. Traverser là đi ngang qua. Ở trong bài hôm qua con đã giới thiệu là chẳng hạn như là chúng ta băng ngang qua đường, đứng từ lề đường này đi băng qua con đường để tới lề bên kia gọi là traverser. Chúng ta đang đi ở trong sân nhà thờ, đi từ cạnh này của cái sân đi qua cạnh kia của cái sân là traverser, đi băng ngang qua. Thì trong bài hôm qua bản văn nó đã dùng là một lưỡi gươm sẽ traverser tâm hồn của bà. Ở trong bản văn này thì lại dùng chữ transpercer là đâm thâu qua. Cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn của bà. Lưỡi gươm là anglaive. Và chúng ta thấy một lưỡi gươm như thế này, và lưỡi gươm của các dũng sĩ giác đấu ngày xưa đó, nó nhọn, nó to và nó nhọn và nó sắc như thế này, nó đâm từ bên này qua bên kia trái tim. Đó là một nỗi đau kinh khủng, và đó là người ta dùng động từ transpercer. Và bây giờ trở lại phần bài viết của Đức Thánh Cha, thì Đức Thánh Cha nói là người nào mà cứ nhìn sự vật nó giống như vậy thì tức là người đó đang để cho cái sự đau khổ nó đâm thâu qua cái cõi lòng của mình,
và cứ phải khóc thầm mà thôi. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non pas par celui du monde. Con người đau khổ đó thì sẽ được an ủi, nhưng mà được tăng thêm sức mạnh bởi Đức Giêsu chứ không phải bởi cái sự tăng thêm sức mạnh của thế gian. Sơ lý này là đi với réconfort. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations douloureuses. Fuir là chạy trốn, elle đây là cái con người đó, cái con người mà được Đức Giêsu tăng thêm sức mạnh và ủi an, thì con người đó có thể có được cái sự can đảm để chia sẻ những sự khổ đau của người khác, và con người đó không còn nữa, cessez-le là chấm dứt, không còn trốn tránh những cái tình huống, những cái cảnh đau đau thương, đau khổ nữa. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens en aidant l'autre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. Ở đây chúng ta thấy có ba cái gérondif. Cái gérondif này chúng ta có thể dịch nhiều cách, và ở đây chúng ta dịch bằng cái cách là bằng cách. Với cái cách này, với cái cách là để cho Đức Giêsu an ủi và để cho Đức Giêsu tăng cường sức mạnh, thì con người này, em đây vẫn là con người đó sẽ nhận ra rằng cuộc đời có một ý nghĩa. En trouve que la vie a un sens. Ở đây chúng ta còn đánh đậm cái chữ S này lên là bởi vì chúng ta phải phát âm ký tự S. Theo nguyên tắc chung á, thì ký tự S cuối không có phát âm. Nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt thì phải phát âm. Ở đây là phải phát âm. En trouve que la vie a un sens. Con người đó sẽ nhận thấy rằng cuộc đời có một ý nghĩa. Có ý nghĩa bằng cách đi giúp đỡ những người khác trong cái sự đau khổ của người đó, bằng cách hiểu được những cái nỗi khắc khoải của những người khác, và bằng cách làm cho những người khác bớt đi đau khổ. Soulager là làm cho nhẹ đi. Để con xin dịch lại cái đoạn cuối. Với cái cách thức là để cho Đức Giêsu an ủi và tăng cường sức mạnh, thì con người sẽ tìm ấy, con người đang khổ đau á. Em đây là cái người đang khổ đau. Cái con người đang khổ đau sẽ nhận thấy rằng cuộc đời có một ý nghĩa, và bằng cách họ ra đi giúp đỡ những người khác cũng đang bị khổ đau, và bằng cách họ thấu hiểu được những sự ưu tư khắc khoải của những cái con người khác, và bằng cách làm cho những nỗi đau khổ của người khác được nhẹ đi. Con xin cảm ơn và con xin kính chào quý cha, quý sơ và quý phre.